Chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc và ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng Photoshop để xóa phông. Cái việc xóa phông này thì dành cho những bạn mà có máy hoặc là không có máy DSLR với cái lens có độ mở khẩu lớn mà chỉ có iPhone hay là máy compact du lịch chẳng hạn. Các bạn không kiểm soát được cái khẩu độ nên đôi lúc là nó sẽ cho một cái ảnh có độ có cái độ sâu trường ảnh rất là lớn, cho nên là mình sẽ làm cái tutorial này để các bạn thực hiện. Mình có thấy một số bạn cũng làm cái hiệu ứng này nhưng mà nó tương đối đều và nhìn nó không có được thật, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn làm sao để mà nhìn cho nó thật. Okay, bắt đầu luôn đi ha. Mình sẽ mở cái mở Photoshop lên và chọn cái này đơn giản nhất đi. Thì mục tiêu chúng ta là làm cho những cái cây cột này nó nét, còn lại nó sẽ mở. Vấn đề ở đây là chúng ta không chỉ làm cho cái này nó nét mà các bạn mình so sánh với những cái bức ảnh xóa phông bình thường á thì nó sẽ không có nó không có cái sự biến đổi mà nó quá gắt như một số bạn chúng ta hay làm, mà nó là mượt mà tự nhiên. Thì ở đây cái công cụ chúng ta sử dụng sẽ là filter blur, lens blur, nhưng mà không đơn giản là chỉ thế này, mà chúng ta sẽ làm như sau. Tạo tương tự đi, filter blur, lens blur, và đẩy nó lên tí xíu để chọn nâng ha, cái short cứ đẩy nó lên nhẹ nhàng thôi. Tùy vào cái hiệu ứng các bạn muốn tạo nó nhiều hay ít, các bạn đẩy cái radius lên ha. Ở cái shape này thường thì làm cho nó mờ hẳn đi thì có thể chọn octagon, các bạn có thể zoom vô để coi thử coi cái những cái hiệu ứng này nó khác nhau thế nào. Nhưng mà có thể giải thích đơn giản là nó dạng như cái cạnh của cái này nó hòa lẫn chỗ lẫn bao nhiêu, ví dụ ba cạnh này nhìn nó tương đối ảo và mình muốn cho nó mờ hẳn. Cái này nó giống như kiểu gradius nha. Thông số ha, để nguyên. Spectacular highlight và noise là để nguyên ha. Click OK. Đây mình làm cho nó hơi mờ. Rồi, việc tiếp theo tạo một cái layer mask. Chọn gradient tool và hiệu ứng chuyển đổi là trắng đen. Ha, đen trước trắng sau. Và các bạn kéo lên. Tùy vào cái mức độ sâu rộng thế nào, các bạn có thể làm cho cái này nó gắt hơn. Mình tạo thêm click ở phía dưới này này, nó sẽ tạo thêm một cái nấm màu đen nữa để cho các bạn tạo. Đây, mình tạo thêm. Thì các bạn có thể thấy nó sẽ có sự chuyển đổi rất là uyển chuyển và mượt mà. Tuy nhiên ở đây nè, nó có những cái như sau. Khi chúng ta kéo lên thì nó sẽ bị vướng vào những cái này, nó làm cho nó không còn hiệu ứng 3D nữa mà nó phẳng. Thì việc làm chúng ta là sẽ phải làm cho những cái này nó rõ lên, bởi vì nó nằm trong cái trục nằm ngang này, cái trục mà chúng ta di chuyển gradient tool á. Thì các bạn click layer mask nha, tạo vùng chọn những cái vật thể nằm trên đường đi. Rồi, các bạn làm cho nó càng chi tiết thì càng tốt hơn. Ở đây tốt nhất là chúng ta sử dụng pen tool, nhưng mà ở đây mình không có thời gian nên mình không có sử dụng nữa.
Các bạn cứ tìm tạo cái vùng chọn lại tới cái cột khác. Rồi, coi như vậy đi. Click lại vào cái layer mask nha. Chọn cái brush màu đen và bôi lên. Rồi. Ở đây các bạn có thể thấy cái sự khác biệt này. Rồi, đó là một cách. Đây là một cái hình rất là đơn giản. Nâng cấp lên thì sao? Ví dụ mình chọn cái này đi. Rồi, ở đây nó có nhiều vật thể nằm trên đường đi. Cũng làm tương tự ha. Nhân đôi lên, Ctrl J nhấn lên. Tạo layer mask. Bước này mình sẽ làm một cái nó hơi khác đi một tí xíu để chúng ta có thể nhận rõ được là cái sự biến đổi nó sẽ như thế nào ha. Ở đây mình sẽ tạo gradient tool bình thường. Ở đây nó không có hiện lên sau khi chúng ta kéo rồi nè, bên này này, mà nó không hiện lên thì tương đối khó, cho nên cái tip của mình là tạo thêm một layer mới. Click ha. Đây tạo layer mới và đổ màu đen lên. Thì nó sẽ hiện cái Gradient tool ở trong cái layer mask cho chúng ta. Rồi, đây mình sẽ tạo vùng chuyển. Các bạn cứ tạo sao nhìn cho nó theo ha. Rồi, ok. Tiếp vào cái xe hơi. Cái xe hơi nó cũng đang nằm trên cái đường vùng chuyển này, mà cái đầu xe này nó nằm trong cái vùng đen, cho nên là chúng ta sẽ phải bôi màu đen lên cái lên nó để mà nó độ rõ nét nó nằm đúng trong cái vùng rõ nét đó. Tạm thời tắt đi để mà ta dễ chọn ha. Các bạn có thể chọn bằng cái background phía dưới này, tạo vùng chọn bằng dựa trên cơ sở là cái background thì nó dễ hơn. Như vậy nó nói ha, nếu có thời gian nên chọn là sử dụng pen tool để mà tạo vùng chọn. Các bạn có thể click vào cái link phía dưới để mà tới cái tutorial hướng dẫn sử dụng pen tool. Rồi, click lại vào layer mask, bật cái này lên và chọn màu đen, ta bôi lên kỹ hơn tí xíu. Có thể chọn cái ông này, vì ông này bạn để ý đi, bạn ông này bạn ông đang bước ở trong cái vùng tương đối vùng chuyển, cho nên là chúng ta cũng cẩn thận làm cho ông luôn. Rồi. Tới cái này mình không dùng màu đen ha. Nếu mình dùng màu đen thì hóa ra cái chỗ của ống lại nằm ở phía trong vùng đáy nét, thì cái vùng biên này thì nó không còn thật nữa. Thì cách mà chúng ta làm tốt nhất là chúng ta đè phím Atlas này và lấy mẫu màu ở ngay phía dưới chân, ngay phía dưới chân của chủ thể ha. Ở đây nó hơi màu xám, bôi màu xám lên đây. Rồi, vậy là xong. Click lại vào layer ngoài ha, vào filter, blur, lens blur, và ở chỗ deep map stroke này, bạn chọn stroke là layer mask, thì nó sẽ ra thế này, giảm bớt đi tí xíu, tạm thời, ok, rồi có thể bỏ cái này đi được rồi. Rồi ở đây cái vấn đề chúng ta gặp là gì? Chúng ta đang đi theo một cái biên thẳng ngang, trong khi cái bức tường hai bên này
thì nó lại không theo quy luật đấy, cho nên là chúng ta sẽ phải tạo hiệu ứng lại cho cái bức tường đó. Các bạn có thể sửa lại một cách click vào layer mask này và tạo phòng chọn cái khu vực bức tường. Thể tạo các bạn có thể tạo vòng tròn bằng nhiều cách. Rồi, để chọn bức tường này, bạn kéo gradient tool vào. Rồi lại trắng đen ha. Rồi. À, xong bên này. Tiếp tục tạo. Tạo vùng chọn. Cái mấu chốt mà chúng ta làm được cái ra được cái hiệu ứng này là cái vùng chọn của chúng ta nó rõ nét. Rồi đó. Và đây là kết quả cuối cùng. Nè, bật tắt đi. Đó, cái phòng nó được xóa rất là tốt. Rồi. Có thể nâng cấp cao hơn tí xíu nữa. À, cũng sử dụng tương tự. Mình cũng Ctrl J nhân lên tạo một layer mới màu đen và tạo layer mask. Ok, cũng tạo một cái gradient tool kéo lên. Đây mình cảm thấy không đủ, mình nhân thêm để cho cái biên nó bớt đi. Cứ kéo tới khi nào bạn cảm thấy nó phù hợp ha. Cảm thấy là ok rồi. Tiếp chúng ta sẽ vẽ cái màu ở khu vực này. Bởi vì các bạn để ý đó, cái chủ thể của chúng ta là cái ghế này ha, mà cái này nó đang nằm lệch ra ngoài phía bị xóa mờ. Màu trắng ở trong layer mask này là khu vực bị xóa mờ ha, nên là chúng ta sẽ tạo vùng chọn cho cái ghế. Như mình đã nói, sử dụng pen tool, lên sử dụng pen tool để chúng ta tạo được cái đường biên cắt nó chính xác và nó sắc nét hơn. Và cái chính cái việc làm sắc nét đấy nó sẽ làm cho cái bức ảnh chúng ta trông nó thật hơn. Ở đây mình hơi lười và cũng đã khuya rồi, mình không có thời gian để mà ngồi chỉnh pen tool. Rồi. Ở đây chúng ta sẽ vẽ màu đen và layer mask. Nhớ click chọn lại layer mask nha. Chọn màu đen. Bởi vì mình cần cái khu vực đó là khu vực rõ nét nhất. Bộ đi. Rồi. Tiếp cái khu vực này nó hơi màu xám. Nó vùng chuyển từ đen tới trắng thì cái khu vực này nó hơi xám, cho nên là mình sẽ chọn và bôi màu xám lên để nó đều nó chuyển hết, để nó nằm chính xác vào trong một cái khu vực lấy nét. Để phim Atlas ha, và chọn lấy mẫu ở khu vực mà mình muốn lấy đó. Click lại layer mask để mà bôi vào. Xong. Ở đây các bạn filter blur, lens blur. Chọn layer mask này. Tăng cái số lên. Đó. Xong. Ok. Các bạn nhớ nha, những cái vùng khu, những cái vật thể nào mà nó tương đối, nó chắn cái nằm chính xác ở trong trong một cái trường lên nét thì chúng ta phải tạo nó đều màu để nó nằm tạo ra những được những cái lớp
ha, hay là trước khi chúng ta trước và sau khi xã phong. Đó, các bạn có thể để ở đây nó cũng xóa chứ không phải là không đâu. Rồi đó. À, các bạn có thể áp dụng cái này vào trong ảnh tin xóa phông của các bạn cũng được. À, và chúc các bạn may mắn. À, mình là chúc các bạn thành công. À, các bạn nhớ like và subscribe cho mình, để ủng hộ mình. Xin cảm ơn.